Chào mừng các bạn đã đến với Ngọc Trần Studio. Nếu như hôm trước các bạn còn để ý, mình có một video giải đáp đến cho các bạn về việc là iPhone XS mà giá 7,5 triệu thì có nên mua hay không. Thì mình có phân tích rằng là cái mức giá đấy là một mức giá rất là đáng quan ngại, bởi vì là nó rẻ một cách bất thường như vậy. Thì hôm nay mình lại mang đến cho các bạn chiếc iPhone XS với mức giá rẻ kinh khủng luôn. Nó sẽ có mức giá là 7.990.000. Nhưng tất nhiên thì đây sẽ là mức giá dành cho chiếc máy màu đen. Với phiên bản màu trắng hay là phiên bản màu gold thì các bạn sẽ có mức giá nó chênh lên một vài trăm nghìn. Nhưng đây vẫn sẽ là những mức giá mà mình đánh giá rằng nó rẻ. Và đây là giá của ClickBuy bán, là giá của một chuỗi hệ thống lớn bán. Nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm được. Bởi vì khi chúng ta có gặp bất kỳ một cái vấn đề gì thì các bạn hoàn toàn có thể rời bỏ và chúng ta có thể đổi máy, hoặc là bắt họ phải chịu trách nhiệm với những cái máy mà họ bán ra. Và có một cái vấn đề nữa, đó là các bạn sẽ thấy rằng là với mức giá là 7.990.000 thì nó lại còn rẻ hơn cả giá của iPhone XR nữa. iPhone XR mình check bên ClickBuy thì nó rơi khoảng tầm 8.4 triệu, 8.5 triệu. Uầy, đây là một lần nữa mình phải uầy, bởi vì là trước đây iPhone XS và XR đã từng có một thời gian chúng nó nằm cùng giá với nhau. Còn bây giờ thì con máy này còn rẻ hơn cả iPhone XR. Uầy, vậy thì có nên mua iPhone XS hay không? Và ai thì lựa chọn chiếc máy này ở cái tầm giá 8 triệu. Hãy cùng nhau bắt đầu video ngay bây giờ. Và chào mừng các bạn đã đến với Ngọc Trần Studio. Cái đầu tiên chúng ta có thể nắm bắt được ngay giữa iPhone XS và iPhone XR, đó là chúng ra mắt cùng một thời điểm, sử dụng chung một con chip và sẽ có chung một vòng đời. Và cảm biến camera chính trên hai con máy này thì cũng hoàn toàn là giống nhau. Nên ở trong rất nhiều những cái trải nghiệm sử dụng hàng ngày thì hai con máy này nó mang lại chúng ta đều là xem với nhau. Thế nhưng mà cái con iPhone XR thì nó sẽ nhỉnh hơn một thứ, đó chính là về cái thời gian sử dụng pin. Bởi vì nó có hai yếu tố, thứ nhất đó là viên pin trên nó lớn hơn, và thứ hai đó là cái màn hình của nó sử dụng sẽ chỉ là màn hình HD cộng mà thôi. Mặc dù tấm nền là tấm nền IPS nhưng với cái độ phân giải thấp hơn thì nó cũng sẽ giúp cho chiếc iPhone XR nó ăn ít pin hơn. Và khi mà nó lại còn có một quả pin to nữa thì chắc chắn về cái thời gian sử dụng pin nó là quá ấn tượng. Thì đây chúng ta đã có thể nhìn nhận ngay về cái vấn đề ai thì lựa chọn iPhone XR. Đó là những người cần một chiếc máy có vòng đời hỗ trợ lâu, cần một chiếc máy có hiệu năng tốt và cần một chiếc máy có thời gian sử dụng pin ấn tượng dài hơn đôi chút so với những chiếc máy iPhone XS như thế này. Đó. Còn đối với những người mà muốn có một cái trải nghiệm tổng thể rất là tốt ở trên một chiếc iPhone ở cái phân khúc tầm giá 8 triệu này thì đó sẽ là những người lựa chọn những chiếc iPhone XS. Bởi vì các bạn có thể thấy đơn giản là ở phần màn hình đi thì iPhone XS nó mang lại cho các bạn một cái trải nghiệm rất khác so với con iPhone XR. Bởi vì nó là một cái màn hình OLED, nó mang tới cho các bạn một cái giải màu sắc, giải tương phản hay độ sáng đều nhỉnh hơn so với con iPhone XR. Nên khi lựa chọn chiếc iPhone XS thì cái trải nghiệm về hiển thị của các bạn nó đã là rất khác rồi. Cái thứ hai, đó là với iPhone XS thì các bạn sẽ có nhiều hơn cảm biến camera ở đây để giúp cho các bạn có thể là sử dụng với nhiều những mục đích khác nhau, chụp ảnh thường này, chụp ảnh zoom này, hay đơn giản khi mà chúng ta có một cái camera kép như thế này thì nhìn cái mặt lưng của nó đã sang hơn hoàn toàn so với cái mặt lưng chỉ có một cam của con iPhone XR. Cái thứ ba, đó là đối với iPhone XS khi mà các bạn lựa chọn nó ấy, thì các bạn sẽ có bộ nhớ RAM lớn hơn để có thể đa nhiệm tốt hơn. Mặc dù 3GB RAM và 4GB RAM ở trên những chiếc iPhone như thế này thì có thể là các bạn sẽ không thấy được quá nhiều, không thấy được rõ rệt những sự khác biệt đâu. Nhưng nếu như mà các bạn có một cái thói quen sử dụng giống như mình, tức là mình chỉ mở ứng dụng lên và vuốt xuống, mở lên vuốt xuống, mở lên vuốt xuống, và sau rất nhiều ngày như vậy mình vẫn cứ để như thế này, thì khi đó các bạn sẽ thấy rằng 4GB RAM dùng nó sẽ rất khác biệt so với 3GB RAM đấy. Thế nên nói gì nói, iPhone XS khi mà nó có một giá thấp hơn thì nó cũng sẽ phục vụ rất tốt cho những cái nhu cầu của những người dùng khác nhau, chứ không phải là nó thấp hơn bởi vì nó tệ, nó không ngon bằng so với con iPhone XR nên nó mới thấp hơn, đúng không ạ? Build thiết kế, camera, màn hình hay về khả năng đa nhiệm thì nó vẫn nằm ở một cái trải nghiệm khác hoàn toàn. Chủ yếu là các bạn có chấp nhận về cái vấn đề đấy là pin của nó hơi yếu một tí hay không mà thôi. Các bạn có sử dụng chung với sạc dự phòng hay không mà thôi. Nếu như các bạn chấp nhận được sử dụng với sạc dự phòng thì đây vẫn là một con máy sáng, xịn, mịn. Và với iOS 15.2 thì nó cũng đã cải thiện thêm khá nhiều về vấn đề pin. Và trên đó là video mà mình chia sẻ đến cho các bạn về chiếc iPhone XS. Với cái mức giá hiện tại nó đang thấp hơn cả với iPhone XR thì ai sẽ lựa chọn nó và có nên lựa chọn nó hay không. Các bạn thấy sao về iPhone XS? Các bạn có lựa chọn nó hay là các bạn sẽ lựa chọn những chiếc iPhone XR? Thì hãy comment để lại ý kiến gọi phía bên dưới phần luận của video. Video của mình thì dừng lại tại đây nhá. Các bạn thấy hữu ích đừng quên để một like, share và subscribe YouTube Ngọc Trần Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.